giới thiệu với các quý vị nào mà mình làm nghề nails nào, hay là các cái nghề mà mình tiếp xúc nhiều với lại hóa chất hay là bụi bặm trong cái môi trường làm việc của mình đó, thì cái sản phẩm này đó là Ngọc Nhi rất là thích ở cái tính chất của nó. Nó gồm có rất là nhiều cái chất nằm trong này, nhưng mà những cái chất nằm trong này đó nó gom lại với nhau đó, nó hỗ trợ cực kỳ cho da quý vị. Thì nó gồm có 9 chất. Thì sản phẩm này người ta gọi là Spot Blemish Treatment, là những cái loại mà nó treatment rất là tốt cho da. Thứ nhất đó, ví dụ như là Ngọc Nhi thấy là trên bảng thành phần nó có là cây phỉ nè, là cái loại cây phỉ này là nó hỗ trợ tình trạng mà khô da của quý vị, rồi thu nhỏ lỗ chân lông, rồi loại bỏ bụi bẩn mà nó bám vào sâu cái lỗ chân lông quý vị đó, và đồng thời đó nó loại bỏ được rồi, nó làm cho mình kháng viêm rồi tiêu sừng, từ đó, đó nó ngăn ngừa cái da quý vị sẽ không bị cái vi khuẩn gây ra. Cái thứ nhì là chiết xuất từ vỏ cây liễu, thì cái này đó là nó giúp giảm tế bào chết nè, rồi loại bỏ cái lượng dầu thừa lên da của mình và rửa sạch sâu với cái lỗ chân lông của mình nha quý vị nha. Rồi hỗ trợ cái tiến trình mà thúc đẩy làm lành vết thương khi quý vị bị mụn trong cái ngày nail mà nó cứ không có lành hoài đó quý vị, nó lành rất là nhanh. Và đầu tiên nữa đó là nó lại kháng viêm và chống lão hóa là mạnh nhất. Và đặc biệt những cái làn da mà bị bệnh như là viêm da cơ địa hay là rosacea hay là bị vảy nến đó thì nó rất là hay. Chất thứ ba đó là cây phong lữ quý vị. Cây phong lữ đó là cũng đặc tính của nó đó là nó kháng viêm đó quý vị. Mà cái hay nhất cũng là loại bỏ bụi bẩn nằm sâu lỗ chân lông. Rồi khử bã nhờn là làm bã nhờn chúng ta không có bị nhiều. Rồi khắc phục cái tình trạng mà gọi là cái da quý vị bị viêm đỏ hoài, lúc nào cũng viêm đỏ hoài, hay là lỗ chân lông bị hở đó, nó làm khít lại và ngăn ngừa vấn đề viêm đỏ hoài nè quý vị. Rồi từ cây rau má, quý vị biết là cái cây rau má từ xưa tới giờ đó thì thưa quý vị trên tài liệu đó có nói đó là đây nè quý vị, là đặc biệt trong cây rau má là nuôi dưỡng một làn da rất là khỏe mạnh và làm lành vết thương và chặn lão hóa rất là hay. Rồi rễ bồ công anh lại là tăng cường độ ẩm, bảo vệ cái làn da không bị áp lực bởi môi trường. Và hay nhất là rễ bồ công anh đó giúp quý vị không bị bắt nắng từ cái tia UV, nó bảo vệ cái da quý vị không bị tác động hư da bởi vì cái UV nữa. Rồi cỏ đuôi ngựa, cỏ đuôi ngựa đó là nó có tính cách đàn hồi, đặc biệt nó cải thiện cái màu da, nó làm trắng sáng da và chống lão hóa. Và trong này nó có là cái dầu cây đinh hương. Dầu đinh hương thì nó giảm ngứa nè, giảm rát nè, phục hồi cái việc hình thành mụn, không bị thành mụn, và thúc đẩy cái quá trình tạo tế bào mới trên da mình. Rồi aloe vera quý vị biết rồi. Và cuối cùng là nó làm từ một cái chất nó gọi là colloidal silver, là một cái chất mà vitamin, nó chống lão hóa. Nhờ đó mà nó cải thiện những cái làn da bị thâm vì mụn để lại, bị sạm, và ngăn ngừa luôn cái việc tái sinh mụn trên da. Thì cái đây đó là một cái loại serum cực kỳ đặc biệt mà Ngọc Nhi thích nhất á, là các chị làm nail là Ngọc Nhi khuyên các chị dùng, và 10 người thành công hết 10 người đó quý vị. Rất là tuyệt vời nha. Quý vị thử dùng, nó gọi là Spot Blemish Treatment. Cái chai nó như vậy đó là cái loại serum nha quý vị nha. Đây nè. Một chai vậy mình xài được khoảng 2 tháng hơn đó quý vị. Ngọc Nhi thích nhất là gì? Nó lấy được những cái bụi mà nằm ở sâu trong lỗ chân lông mà mắt thường không thấy được, và không tạo thành mụn, không tạo thành những cái chất gây viêm nhiễm, và ngăn ngừa cái sự ngứa rát và phục hồi những tổn thương trên da của mình. Sản phẩm này hiện giờ đó là Billmore của chúng tôi đó, for Billmore chúng tôi đó phân phối rất là nhiều. Quý vị, quý vị thử đi nhá, hãy gọi vào công ty và thử cái này đi. Nếu quý vị là những người làm nails hay làm, hay là quý vị là những người mà thợ mà làm những cái nghề mà nó liên quan tới bụi bặm nhiều đó, nên dùng cái này nha quý vị nha.